Em xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Phiên tối ngày hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2020, xin chúc các bác có một buổi tối vui vẻ. Hôm nay thì em sẽ update toàn bộ những mặt hàng mà hiện tại cơ sở nhà em đang có. Mặt hàng các bác đang xem là những mặt hàng thực tế tại cửa hàng, và các bác đặt hàng liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Tất cả đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền cước phí cho bên vận chuyển nhé. Khách hàng chi trả trong quá trình nhận hàng. Còn nhà em thì sẽ bao ship tùy trên mặt số mặt hàng cụ thể ạ. Sẽ không bao cước nhé. Sẽ bao ship một số mặt hàng cụ thể thôi. Trong quá trình đặt hàng mà lại mặt hàng nào mua số lượng từ bao nhiêu được bao ship thì em sẽ nói rõ hơn. Đó, hàng về rất là nhiều, đa chủng loại, nhiều loại. Và bên ngoài hiện tại đang thời tiết đang mưa ấy, thì các bác có thể nghe nó hơi khó nghe một chút, thì em sẽ cố gắng em nói to hơn một chút để mọi người nghe nhé. Và rất là nhiều những mặt hàng nở hoa xuân, hoa Tết. Và hàng lan rừng thì em có bán lẻ, các bác mua số lượng tầm 2-3 lạng, nửa cân, một cân cũng được. Đa chủng loại cũng phải gần đến hơn 20 loại đến 30 loại lại mặt hàng. Và sau đây thì em xin điểm qua luôn. Đầu tiên giới thiệu các bác những cái bộ sản phẩm phun tưới hoa lan. Đó, bộ sản phẩm này em đang cung cấp ra ngoài thị trường có hai mức giá. Bộ sản phẩm máy đơn là 430.000, còn bộ sản phẩm máy kép sẽ là 700.000. Bộ máy kép sau này các bác có thể lắp dàn phun xương tự động ạ. Đó, bộ máy đơn này. Tất cả này thì đã được lắp ráp đầy đủ tất cả các thành phần rồi, các bác chỉ về cắm điện và vận hành thôi ạ. Rất là dễ dàng sử dụng kể cả các bác có tuổi rồi. Đó, hàng này thì các bác có thể là mua rủ bạn bè mua cùng ấy ạ, thì nó sẽ tiết kiệm tiền cước hơn. Và các bác mua từ muốn mua cái bộ sản phẩm mà dài hơn, ví dụ dài 15m, 20m thì bên em vẫn có thể nối được cho mọi người nhé. Và mỗi mét dây nối thêm sẽ là 10.000 đồng một mét. Còn bộ tiêu chuẩn nó sẽ là 10 mét dây. Và đi ra ngoài đến đây thì em sẽ giới thiệu đến dòng hoa lan. Hoa lan hôm nay nhà em vừa về một lô hàng kiếm cực kỳ là đẹp luôn. Đây là dòng kiếm giống và hàng kiếm của những mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Đó, hàng này đã phân loại cho các bác các mã hàng. Hôm vừa rồi hàng về không đủ để trả đơn các bác ạ. Kiếm nhà em dòng này là kiếm hơn 1 năm tuổi rồi ạ. Các bác nhìn cây của nó rất là đanh. Thứ nhất là đanh lá. Thứ hai nói về độ phát triển của kiếm này cực kỳ là khỏe và rất là dễ phát triển luôn ạ. Hàng này thì nhà em sẽ có 6 mã khác nhau nhé. Gửi đi em sẽ đánh vào thành bầu này. Đây mã số 3 này, mã số 4. Và tương tự với những mã này thì sẽ là những cái tên kiếm như sau. Đấy, cái này là nhà vườn người ta phân loại rồi, em phải phân loại ra đây để mọi người sưu tập mỗi loại một, mỗi vùng một loại. Và đây là những danh sách mã kiếm của em ạ. Đây ạ, đây là đỏ Nghệ An này, đỏ Thái này, hoàng long lai kim long, hoàng long lai xanh Huế, vàng củ chi lai dêm và kiếm xanh Huế nhá. 6 loại này em liệt kê ở phía trên đây và đồng giá là 40.000 đồng một chậu nhá. Giá cực kỳ là yêu thương. Những cái chậu này ấy, nhà vườn người ta chỉ cần sang thêm một cái chậu con nữa thôi, bán ra không dưới 100.000. Cái này các bác cứ tham khảo ngoài thị trường. Hàng này thì nhà em lựa nhà vườn khá là chuẩn chỉnh và có những khách người ta mua hàng sổ ra những mặt bông cực kỳ là đẹp luôn. Giá 40.000 đồng một cốc, có 6 loại mã kiếm. Tiếp theo là những chậu kiều vuông Lộc Bắc, vùng Di Linh, Lâm Đồng. Nói về những cái dòng kiều Lộc Bắc này thì các bác quá là nổi tiếng rồi. Em bán là 270.000 đồng một chậu với vòi hoa dài và nở hoa chuẩn Tết ạ. Đó, 270.000 đồng một chậu. Các bác lấy một cặp sẽ là 500.000, sẽ được một cặp nhé. Và đây là mặt hoa của dòng kiều Lộc Bắc này. Các bác nhìn này, vòi hoa cực kỳ là dài. Các bác nếu mà ghép hai chậu vào một chậu to này thì sẽ ra những bông hoa cực kỳ là đẹp ạ. Và tiếp bên đây một cái dòng giáng hương mà trong thời gian vừa rồi em bán khá là chạy hàng, đó chính là những cây Corat Koki. Nói về dòng này thì mọi người không ai là không biết đến, với những vòi hoa dài và dòng hoa cực kỳ là thơm. Đây ạ, đây là mặt hoa của Corat Koki này, mời mọi người cùng xem. Đây là cây của nó là cây lớn, cây trưởng thành. Nhưng những cây này cũng không kém cạnh gì ạ. Đây là những cây này cũng không kém cạnh. Bởi vì những cái lô trước đây mà em nhập hết đều là những cây rất là nhỏ. Và cây hôm nay cũng gọi là cây trưởng thành rồi. Đấy, tình trạng cây đều là những cây lá xếp rất là đẹp các bác nhé. Với bộ rễ gió rất là dài. Loại này em bán là 240.000 đồng một cây. Các bác mua 3 cây sẽ được bao ship nhé. Riêng loại này mua 3 cây được bao ship. Em bảo rõ rồi ạ. Đây là Corat Koki hàng chậu lớn. Hàng về 100 cây và bây giờ số lượng chỉ còn nhiêu đây thôi ạ. Nên các bác biết được cái sức hút của dòng này như thế nào rồi. Và tiếp theo em giới thiệu đến những cây hoàng tử áo đỏ. Với tên gọi khác đó chính là Ren Red. Đó, một chậu của nó lá xếp rất là dài, rất là nhiều cặp lá.
bài hàng này em bán là 160.000 đồng một chậu. Hoa của nó màu đỏ đậm. Đây là một cây phong thủy nở hoa vào dịp Tết đến xuân về. Một năm có thể cho đến 2 lần hoa. Và đây là mặt hoa của Renred hoàng tử áo đỏ này, với vòi hoa rất là dài và rất là siêng. Đó, và đây ạ, cái cây của nó chính thức nó sẽ như thế này. Đó, không yêu, không... Đó, nhìn rất là thích mắt đúng không ạ? Còn tiếp bên đây đó chính là một loại rất là mới, đó chính là hoàng tử cam. Loại này là một cây rụt rịt và cây lá xếp rất là đẹp. Cái này các bác chơi thân lá và chơi cả mặt hoa. Đó, cây của nó bản lá khá là tròn và thứ hai là nó bản lá ngắn. Loại này em bán là 170.000 đồng một chậu nhé. Đó, 170.000 đồng một chậu. Các bác kết hợp từ hoàng tử đỏ với hoàng tử cam thì em sẽ giảm cho bác 30.000, tức là giảm còn 300.000 sẽ được một cặp này. Còn nếu mà lấy hai cây bất kỳ của cùng một dòng thì sẽ giảm 10.000 đồng một cây nhé. Đấy, ví dụ hoàng tử cam lấy hai cây sẽ được giảm 10.000 đồng một cây, tức là giảm còn 320.000. Và này em bán lẻ là 170.000. Và đây là mặt hoa của hoàng tử cam này các bác này, rất là đẹp luôn, sai hoa. Một cặp đôi này các bác kết hợp với nhau thì tạo ra một sự hoàn hảo. Tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác đến một loại lan cũng như là một vị thuốc rất là nổi tiếng từ trước đến nay, đó chính là dòng thạch hộc tía. Cái này thì quá là nổi tiếng rồi ạ. Một chậu của nó sẽ có rất là nhiều thân, nói chung là cũng sẽ có cả thân dài, thân ngắn, dung xê cho một chậu. Và hàng này em bán là 80.000 đồng một cốc nhé, 80.000 đồng một cốc thạch hộc tía. Cái này thì làm vừa làm thức ăn này, vừa làm thuốc này, vừa làm cây lan. Hoa của nó màu cánh xanh và lưỡi màu đỏ rất là đẹp. 80.000 đồng một chậu thôi ạ. Và một dòng hoa nở xuân nữa, đó chính là dòng Dendro Xuân. Một trong những cái dòng mà cực kỳ là nổi tiếng và rất là dễ chăm, dễ trồng. Dendro Xuân hàng này là hàng nhà vườn người ta thuần tại chậu ạ. Một chậu của nó rất là nhiều thân và nói về độ mập cũng như là cái độ phát nghi, thích nghi phát triển thì các bác nhìn này, những cái mầm gốc nó đang lên rất là nhiều luôn. Đó, loại này các bác mua hàng chậu này sum xuê như vậy em bán là 220.000 đồng một chậu nhé. Các bác lấy 3 chậu thì được bao ship. Hàng này đấy, nếu mà các bác mua cái hàng cốc nhỏ nhỏ thôi đã rơi tầm 150 đến 180 rồi. Đấy. Một cái chậu này 220, rất là thích luôn. 220.000 đồng một chậu. Em còn duy nhất một chậu lá biên phát tài này, thân rất là dài. Đó, thân này cũng phải rơi tầm 3 găng tay của em. Đó. 230.000 đồng một chậu, có duy nhất một chậu thôi. Và tiếp theo em giới thiệu các bác một cái dòng hàng ươm ki của dòng năm cánh trắng, đó chính là năm cánh trắng họng hồng ạ. Hàng này các bác trồng chậu hay ghép thòng xuống cũng rất là đẹp. Đây là một dòng năm cánh trắng mà rất là vừa với túi tiền và hoa đẹp, hoa thơm, nở hoa xuân. Em có hai mức giá đối với hai loại khác nhau. Loại đầu tiên đó chính là loại hai thân dài, tuy nhiên thì thân nó hơi còi một chút. Và một loại là một thân dài mập hơn, thân mập và nó dài hơn. Đấy, đồng giá là 280.000 nhá. Đều là một dòng hàng ươm ki thôi ạ. Loại hai thân thì các bác sẽ được chơi về thân, nhưng loại một thân thì các bác lại chơi về dòng thân thủ ạ. Đồng giá 280.000. Và đây mặt hoa của nó là một dòng năm cánh trắng họng hồng xước, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đai châu hồng cánh sen, một trong những cái dòng hàng VIP của mặt hàng Đai Châu Thái. Nhà em về cái lô này là về số lượng nhiều, về theo lô. Và nhà em sẽ bán đồng giá, mức giá là 400.000 đồng một chậu. Số lượng cặp lá trong một chậu cũng sẽ rơi tầm 5 đến 6 cặp lá nhá. Đều là những cây bản lá ngắn, bản lá xếp rất là đẹp. 400.000 đồng một chậu ạ. Loại này mua 3 chậu cũng sẽ được bao ship. Tiếp đến là những cái chậu Vanda mẹ con. Đây là những chậu mẹ bồng con. Một chậu của nó ít nhất sẽ có một mẹ một con, hoặc là một mẹ hai con, hoặc một mẹ ba con. Cái này tùy theo chậu. Và đây là những dòng dễ gió này, dễ chăm, dễ trồng. Đó, hàng này hoa nở quanh năm. Đấy, chậu này một mẹ ba con này, rất là đẹp. Em bán đồng giá là 140.000 đồng một chậu. Mua 5 chậu sẽ được bao ship. Và đây ạ, một cái mặt hàng nhà em mới về ngày hôm nay. Đây, kiếm về la liệt luôn. Các bác yên tâm là kiếm nhà em về ạ, lúc nào cũng được các bác rất là quan tâm. Bởi vì thứ nhất là mức giá thành nó rất là hợp lý, vừa phải. Và thứ hai là hàng này em lựa nhà vườn cực kỳ là chuẩn chỉnh cho mọi người. Đây là chấp Mỹ nhá. Chấp Mỹ này là chấp Mỹ hàng cây giống. Và hàng này cũng là hàng ươm ki, một cái mặt hàng ươm ki. Mặt hoa thì quá là tuyệt vời và xuất sắc rồi. Loại này thì giá thành nó rẻ hơn, 75.000 đồng một chậu. Mua 5 chậu sẽ được mua 3 chậu sẽ được giảm giá còn 70.000. Đó, mua 3 chậu sẽ là 70.000. 201 là các bác có 3 ki chấp Mỹ. Hàng này thì hàng sưu tầm ạ. Và đây ạ, mặt hoa của chấp Mỹ đây ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Hàng chuẩn hoa luôn ạ. Và tiếp theo nữa, giới thiệu các bác một cái dòng giả hạc cũng nở hoa dịp xuân nữa, đó chính là dòng giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp này em bán đồng giá là 200.000 đồng một giò nhá. Một giò cũng rất là nhiều thân, đấy sum xuê nhiều thân này. Loại nào mà thân dài nó ít thân hơn, nhưng loại nào thân ngắn thì nhiều thân hơn. Dao động từ 5 thân, 6, 7, 8 thân trên một bảng 200.000. Và đây mặt hoa của giả hạc Pháp đây ạ. Hoa rất là sai hoa và hoa thơm. Tiếp theo nữa là những cây cửu bảo tiên ạ. Hàng này em bán đồng giá là 250.000 đồng một cây nhá. Đấy, còn một số cây em treo ngược lên ạ, để
cho nó tươi, 250 một cây. Và mặt hoa của củ bảo tiên thì rất là sai hoa, một cây lá xếp, rất là nhiều cặp lá. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác những cái bộ đen rôn nắng của nhà em nhé. Một cái dòng nở hoa quanh năm, chơi hoa rất là bền, lâu tàn. Và hàng nhà em thì bình thường sẽ về gần 40 loại, tuy nhiên hôm nay thì có một số loại vừa hết hàng rồi. Em sẽ cập nhật mới nhất. Và một số dòng như bà liễu xưa, pensoda, hàng hot thì sẽ hẹn các bác tầm 4-5 hôm nữa sẽ về một lô hàng mới. Các bác có thể lên đơn trước, em sẽ lưu đơn và sẽ gọi lại cho các bác khi có hàng. Hàng đấy thì lúc nào về cũng nhanh hết lắm nên các bác phải đặt hàng trước ạ. Và hiện tại nhà em có những loại như sau, cũng đều là những dòng nắng đẹp. Và hàng này thì hoa nở rất là bền, lâu tàn, được các bác cực kỳ là ưa chuộng luôn. Nhiều bác mở những, các bác đến những nơi như quán cà phê ấy, hoặc những khuôn viên ấy, người ta vẫn hay thường trồng những cây đen rôn nắng đấy ạ. Rất là đẹp đấy ạ. Và nhà em có phân loại màu nhé, phân loại màu cũng như là mặt hoa, tình trạng cây em sẽ đi chi tiết từng loại. Các bác mua 5 chậu sẽ được giảm 5.000 đồng một chậu, mua 10 chậu sẽ giảm 10.000 đồng một chậu. Hàng này khi đã giảm em không bao ship đâu ạ. Các bác lưu ý cho em. Đa phần sẽ là 80.000 một cây nhé. Còn đâu có một số loại 100.000 thì em sẽ đọc riêng. Còn đâu đa phần sẽ là 80.000 đồng một chậu, cây trưởng thành, đúng ngọn và sắp tới là sẽ cho hoa. Đầu tiên là nắng si sa, một chậu nắng si sa cũng rất là nhiều thân như vậy này, em bán là 80.000 đồng một chậu. Và đây là mặt hoa của nắng si sa. Loại thứ hai là một dòng hoa màu vàng rất là sai hoa, đó chính là yellow white lip. Dòng này thì thân rất là mập ú ạ. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu. Nó tùy từng màu nhé, có thể cây cao cây thấp khác nhau, đồng giá tiền thôi nhưng mà sẽ là khác nhau về chiều dài ạ. 80.000 đồng một chậu yellow white lip. Và đây là một cái dòng hoa màu vàng của yellow white lip rất là thích mắt đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó chính là dòng bò tím. Đây cũng là một dòng hot ạ. Một số cây còn đang có nụ hoa, một số cây chưa đang đứng ngọn. Hàng này các bác cứ lấy cây này thì nó vận chuyển nó an toàn hơn. Cây ngồng hoa thì em sẽ bán tại cửa hàng nhé. Cũng 80.000 đồng một chậu. Đây là bò tím, cánh xoắn cực kỳ là đẹp. Và mặt hoa của bò tím đây mọi người ơi, rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo nữa một cái dòng hàng thuộc dòng pensoda, nhưng mà loại này lai với một dòng khác, nên là cái bông hoa nó sẽ có một chút biến đổi. Và đặc biệt hơn là cũng thuộc cái dòng cúc hoa thơm nhé. Thân mập ú và đứng ngọn này. Đấy, một thân của nó rất là nhiều mắt nụ hoa. 80.000 đồng một chậu. Đây là dòng Pensoda Light, hay với tên gọi khác đó chính là Yellow 58 ạ. Và mặt hoa của Pensoda Light thì cũng không kém cạnh gì dòng hoa của Pensoda đâu nhé các nhá. Và giá chỉ có 80.000 thôi. Banana, đây là một dòng thuộc tuyết hoa thơm. Dòng banana cũng là cây đứng ngọn rồi. Đấy, tình trạng cây cũng rất là đẹp. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu. Và mặt hoa của banana đây mọi người ạ, hoa thơm ạ. Tiếp nữa đó chính là cây pinh hồng. Dòng này thì thân của nó mập ú và thân rất là cao. 80.000 đồng một chậu pinh hồng. Và mặt hoa của pinh hồng đấy ạ, màu hồng phớt rất là đẹp. Tiếp theo nữa đó chính là Cisaret. Đây là một cái dòng hoa mà cực kỳ là sai, với vòi hoa cực kỳ là dài. Loại này hoa màu tím đậm, 80.000 đồng một chậu Cisaret. Vòi hoa của Cisaret đấy ạ, rất là dài và tím đậm luôn, tím cả đến cuống luôn ạ. Và đây là Big Red ạ. Big Red thân của nó, cây của nó cực kỳ là mập luôn các bác ơi. Cực kỳ là mập, một số cây còn đang có ngồng nụ ạ. Loại này em cũng bán với giá là 80.000 đồng một chậu thôi ạ. Đấy, hàng này đang nhặt cho khách nhé. Và mặt hoa của Big Red, một cái dòng hoa tím đậm luôn, cực kỳ là đậm luôn ạ, 80.000 thôi. Dendro hoa hồng, dòng này bông hoa của nó màu hồng nhá. Đấy, dòng Dendro hoa hồng này 80.000 đồng một chậu. Dòng này cây cũng khá là lùn lùn. Dendro hoa hồng sẽ có hai mặt hoa, là một mặt hoa này hoặc một mặt hoa này. Đấy, một trong hai cái mặt hoa này nhé. U thai hoa thơm, đây là dòng nắng thơm, còn duy nhất hai bụi này, rất là nhiều thân này. 80.000 đồng một bụi. Và mặt hoa của u thai đây mọi người ơi. Đó, mặt hoa của u thai, hoa thơm. Tiếp nữa là ba lưỡi hồng, dòng này thì cây của nó mập ú rất là đẹp, cây đứng ngọn rồi, 80.000 đồng một chậu. Và đây là mặt hoa của ba lưỡi hồng này, xen lẫn với ba cánh vàng cực kỳ là tuyệt vời. Rabbit Berry, em chỉ còn duy nhất 3 chậu cuối cùng thôi ạ, đều là những chậu rất là cao. Đây là một dòng thuộc dòng thỏ và bông hoa của nó. Đây là mặt hoa của Rabbit Berry. Urawan cũng là một dòng có mặt hoa đẹp, đấy, thân của nó cũng mập, 80.000 đồng một chậu. Và mặt hoa của Urawan rất là xuất sắc. Tím Huế, một cái dòng cực kỳ là sai hoa, đó, 80.000 đồng một chậu tím Huế. Đây là mặt hoa của tím Huế nhé. Tiếp theo nữa là tím xoăn Huế. Tím xoắn Huế, cánh hoa của nó thì là thuộc dòng cánh xoắn hơn, 80.000 đồng một chậu. Và mặt hoa của tím xoắn Huế này, cánh của nó xoắn xoắn này, đó, 80.000. Thỏ xưa,
Một bụi của nó cũng khá là nhiều thân. Bụi nào cây cao thì ít thân, còn cây thấp thì sẽ được nhiều thân nhá. 80.000 đồng một chậu. Và đây là mặt hoa của thỏ xưa. Thỏ vàng thì thân cao hơn. Một chậu của nó cũng sẽ nhiều thân như thế này này. Cũng 80.000. Đây là mặt hoa của thỏ vàng. CCY, một cái dòng hoa màu trắng tinh. Và lô CCY này toàn cây tơ thôi, cây mướt đẹp, 80.000 đồng một chậu. Và đây là mặt hoa của CCY ạ, hoa trắng ạ. Hiroshi, cây của nó cực kỳ là mập ú luôn. Và lô đợt này còn đang có ngọc hoa đang lên này, các bác về trực chơi hoa luôn. Dòng này cây mập 80.000. Và mặt hoa của Rio Hiroshi sẽ là cánh tím, và đằng sau của nó sẽ là cánh màu trắng này. Đó, mặt sau trắng và đằng trước sẽ là màu tím, rất là đẹp. An ba xưa, dòng này thì cây lô đợt này cũng rất là đẹp luôn. Cây cao, đấy có một bông hoa còn đang nở này. Cái này vận chuyển thì nó tàn mất rồi. Và bông hoa của nó thì không kém gì nhá. Cái này thì em sẽ cho các bác xem hoa thực tế luôn. 80.000 một chậu. Đây là an ba xưa. Ngọc trai, đây ạ, ngọc trai. Những cây ngọc trai rất là đẹp. Và mặt hoa này thì nó sẽ toát lên cái vẻ rất là sang. Ngọc trai 80.000 đồng một chậu. Mặt hoa của ngọc trai đây ạ, 80.000. Khoán long, đây là một dòng hoa màu đỏ cánh xoắn. Đó, cây nó lùn lùn thôi ạ, nó không to như những cái cây loại khác đâu. Hàng này cũng đắt hơn, em nhập đắt hơn những cái loại bình thường đấy ạ. Và số lượng cũng có ít thôi, chắc chỉ còn vài chậu thôi ạ. Đó, 80.000 đồng một chậu. Đây là mặt hoa của hoán long cánh xoắn ạ. Zaza mini, dòng này thì rất là siêng hoa rồi. Đó, một bụi rất là nhiều thân. Em bán là 70.000 đồng một chậu. 70.000 đồng một chậu Zaza. Và cuối cùng là ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ. Đây là cái dòng Dendrom, em nhập giá thành khá là cao. Đấy, dòng này ba cánh vàng xen lẫn ba cánh đỏ, nó như là một cái dòng dendro đột biến về mặt hoa đấy ạ. Rất là đẹp. Đây ạ, cái mặt hoa của nó đây. Đó. 100.000 đồng một chậu. Cây của nó lùn lùn nhá. Cây nó lùn lùn này, 100.000 đồng một chậu này. Hàng này hot, bán sắp hết rồi. Trên đây là tổng hợp những cái dòng dendro nắng, nó phải đến hơn 20 loại. Đó, các bác muốn đặt một bộ thì các bác sẽ được nhiều màu sắc hơn. Và nhà em sẽ ghi tên và thành bầu cho mọi người. Và các bác muốn đặt những dòng bà liễu hay một số mặt hàng hot như pen soda thì các bác có thể lên đơn trước. Một số loại như rồng xanh, bò vàng, lô sắp tới sẽ về nhiều hơn. Đấy, em sẽ lên đơn trước cho mọi người và chủ động gọi lại khi là hàng về nhé các bác nhé. Còn đây là những cái lô hàng hiện tại nhà em có. Các bác mà chưa có màu nào thì bổ sung vào bộ sưu tập của mình ạ. Hoàng nhạn hoa vàng, đó, dòng này thuộc dòng của Thái Lan. Và đây là những cái cây hoàng nhạn xếp rất là nhiều cặp lá. Giá ngoài thị trường những cây này người ta bán sang phải hơn 200.000. Hôm nay thì em bán những cái loại này em nhập được khá là rẻ, chỉ có 150 một cây thôi. Đấy, rất là nhiều cặp lá. Hàng này cây phát triển cực kỳ là khỏe mạnh với bộ rễ rất là tốt, 150 một cây. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác đến những mặt hàng kg. Hàng kg em có bán lẻ, bán rời. Các bác muốn đặt số lượng ít cũng được, bên em vẫn sẽ gửi nhé. Bởi vì nhà em chuyên bán lẻ. Đó, để giải đáp một số thắc mắc của các bác. Và em sẽ quay hàng cân, tí nữa sẽ đến những mặt hàng hình nhé. Em cũng có một số hàng hình thì sẽ ở cuối clip. Trước mặt các bác một cái lô long tu xuân, hàng vừa cập bến. Nói chung là hàng hôm nay phải nói là bao xanh, bao đẹp với mọi người luôn ạ. Hàng rất là tuyệt vời. Loại này thì nở hoa xuân. Đó, hàng đã thắt ngọn xuống lá. Và long tu xuân thời điểm thắt ngọn xuống lá này, những cái lá này bây giờ nó không còn quan trọng nhá. Có thể gửi đi này, sẽ vặt bớt những cái lá này đi để tránh trường hợp mà nó bị hư tổn trong quá trình vận chuyển. Em bán 230 một cân long tu xuân, hàng mê ly. Còn đây là cái hàng của hàng cũ của hôm trước nhá. Hàng này thì thực ra thì nó vẫn rất là khỏe thôi, chẳng qua là thân mầm của nó ngắn này, các bác nhìn này. Thân kia nó dài, còn thân này nó ngắn hơn. Thì em sẽ chia làm hai mức giá, loại này em bán là 200.000 đồng một cân. Hoặc là có thân dài nhưng nó xấu hơn thì em bán 200.000. Đó. Có loại 230 mới về và loại 200.000 hàng thân ngắn, hàng làm giống. Hoàng thảo trinh bạch, dòng này là một dòng hoa màu trắng tinh. Và đây ạ, hôm nay về có số lượng ít thôi, nó vừa tàn hoa rồi. Đấy, hoa này em thấy nó trải dài cũng khá là nhiều, khá mà lâu. 130.000 đồng một cân hoàng thảo trinh bạch. Em có một cái lô phi điệp vàng, hàng thân ngắn này. Đó, hàng này các bác cực kỳ là dôi mầm luôn. Rất là dôi mầm luôn các bác nhé. Hàng này thì em bán với giá là 150.000 đồng một cân. Hàng thân lùn, đây gọi là hàng thân lùn, nó chỉ rơi tầm khoảng 30 cent đổ lại thôi. 150.000 một cân. Phi điệp vàng, rất là nhiều giống. Đây là mặt hoa của phi điệp vàng ạ. Bây giờ thì qua cái mùa hoa rồi, các bác lấy hàng giống thôi, để năm sau sẽ được những cái dầu hoa dài như thế. Mặt hoa rất là đẹp. Còn đây là hoàng thảo u lồi ạ. Em còn một chút cái hoàng thảo u lồi này, hàng thân nó dài nhá. Thân dài thì cũng có một số thân nó giữ được đầu ngọn, một số thân không. Tuy nhiên thì những cái thân tơ nó thắt ngọn hết rồi. Đó, thân dài thì hoa trải dài đẹp hơn. 230.000 đồng một cân. 230 một cân.
màn hoa của hoàng thảo u lồi. Trần Mộng Xuân, hàng này là cái dòng hàng nở hoa xuân hoa Tết vào thời điểm này các bác lấy cực kỳ là hợp lý. Thứ nhất là cái ngồng trần mộng này nó bắt đầu nó hơi nhú này, vận chuyển trong quá trình vận chuyển nó sẽ đảm bảo an toàn hơn và giá thành thời điểm này nó sẽ hợp lý hơn là so với các bác mua thời điểm sát Tết. Đó, em bán 80.000 đồng một cân, mua 5 cân sẽ được bao ship. Hàng này một dề của nó sẽ dao động từ 2 cân đến 6-7 cân cũng có. Các bác muốn lấy tầm khoảng 2-3-4-5 cân cũng được, thì bên em sẽ chốt cho các bác cái dề mà các bác mong muốn. Hàng toàn hàng dề thôi ạ. Và mặt hoa của Trần Mộng đêm mọi người cùng chiêm ngưỡng ạ. Cái này các bác lấy một dề thì sẽ có những bông hoa cực kỳ là sai như thế ạ. Càng to thì hoa càng đẹp. Thậm chí có những bụi Trần Mộng người ta bán hàng trăm triệu và đưa vào những cuộc triển lãm cả. Giá 80.000 một cân thì giá quá là rẻ. Và hôm nay cập bến một lô kiếm tiên vũ, phải nói là hàng siêu xịn. Đó, thứ nhất là bản lá ngắn này, rất là dày dặn luôn các bác ơi. Dòng kiếm này các bác mà chơi lan kiếm thì biết rồi, cái vòi hoa rất là dài. Đó, hàng hôm nay thì bao đẹp các bác nhá, đều là dòng kiếm lá ngắn. Em bán là 140.000 đồng một cân ạ. Đó, 140.000 đồng một cân là được một cái kiếm rất là xịn luôn. Đó, rất là đẹp luôn, hàng tươi cực kỳ luôn. Cập bến một lô hạc vĩ. Hạc vĩ hôm nay thì dòng này thân rất là dài và bây giờ đã đến thời điểm nó chuẩn bị xuống lá này các bác này. Hàng mới về này, rất là xinh và rất là đẹp. Em bán là 180.000 đồng một cân thôi ạ. Đấy, lô hạc vĩ này chỉ có 180 một cân. Các bác lấy một bó tầm 50.000 em vẫn bó được mọi người nhé. Sơn thủy tiên ạ. Cập bến một cái lô sơn thủy tiên thân rất là mập và nó thành từng khóm này, về rất là dễ ghép này các bác ơi. Em bán 200.000 đồng một cân sơn thủy tiên, hoa màu vàng cánh sáp. Còn đây là hoàng lạp các bác nhé, có hai loại hoàng lạp và sơn thủy tiên, nhà em có phân loại rồi. Hoàng lạp thì em bán là 130.000, còn sơn thủy tiên sẽ là 200.000 đồng một cân. Hàng cũng rất là xanh. Kiều vàng ạ, một trong những cái dòng mà hàng mà hoa rất là sai. Dòng này cũng thuộc top dễ chăm, dễ trồng các bác nhé. Đây, kiều vàng. Em bán là 180.000 đồng một cân kiều vàng. Hoàng thảo vẩy rồng. Em bán là 130.000 đồng một cân, hàng mới về. Nói chung là thành từng mảng 130 một cân. Ngọc thạch 3 màu, thời điểm này dòng ngọc thạch đã xuống lá hết rồi. Và em bán là 180.000 đồng một cân ngọc thạch 3 màu. Hàng rất là đẹp. Đây là những cái thân tơ này. Đấy, những cái thân tơ, thân hoa năm nay này các bác này. 180 một cân. Hoàng thảo ý ngọc ạ. Đây là cái dòng 5 cánh trắng họng tím ạ, hoa rất là đẹp, thơm. Dòng này em bán là 180.000 đồng một cân, cũng 180 một cân. Còn đây là ý thảo 3 màu ạ. Dòng ý thảo này bây giờ cũng đã đến tới thời điểm nó xuống lá, các bác nhìn này. Đây là những cái thân tơ của nó này, những cái thân tơ cực kỳ là căng bóng và xuống lá này các bác cực kỳ là dôi cân các bác nhá. Loại này em bán là 200.000 đồng một cân. Đây là ý thảo 3 màu. Có 3 loại, ngọc thạch, ý ngọc và ý thảo nhá, có 3 loại khác nhau. Mỗi màu hoa sẽ có nét đặc trưng riêng. 200.000 đồng một cân. Long tu đá. Đây là dòng long tu đá hoa trắng ạ. Loại này thì em bán với giá là 150.000 đồng một cân. Đấy, và 50.000 sẽ được một bó. Cái này bó của nó cũng khá là to và rất là nhiều. Những thân tơ mập này rất là đẹp, 150.000 đồng một cân. Còn lô hôm nay nhà em về đó chính là long tu đá hoa tím nhá. Có hai loại khác nhau hoàn toàn. Mỗi loại nó sẽ có nét đặc trưng riêng. Còn loại đá tím này thì hoa nó sẽ đắt tiền hơn. Loại này em bán là 220.000 đồng một cân. Lô đợt này thân của nó rất là dài luôn, cũng rất là nhiều thân dài. Và dòng long tu đá này cánh sáp đẹp lắm. Hoàng thảo chuỗi ngọc. Đây là những cái hạt ngọc nó đan xen tạo ra những cái chuỗi rất là đẹp. Hàng này thì hoa của nó nở xuân này, 200.000 đồng một cân và tầm khoảng 50.000 đồng một bó. Hoàng thảo chuỗi ngọc. Kiều môi tua. Dòng này thì nó khác dòng hoàng thảo môi tua là cánh của nó sẽ, độ tua của nó rất là to. Độ tua của nó sẽ sâu hơn, nhiều hơn. Loại này em bán là 180.000 đồng một cân kiều môi tua. Hàng về rất là xanh mướt và bao xanh đẹp luôn. Còn đây là dòng hoàng thảo môi tua nhá. Hàng này thì bây giờ nó còn cái thân của nó hơi vụn vụn một tí này và ít lá hơn thì em sẽ thanh lý với giá là 100.000 đồng một cân. Giá bình thường là 150.000, hôm nay em thanh lý là 100.000 đồng một cân hoàng thảo môi tua. Địa lan caran. Hôm nay em cũng sẽ giảm giá cho bác để em nhập những cái lô hàng mới này, 100.000 đồng một cân. Giá thông thường là 130.000, 130. Thì hôm nay bán 100.000 đồng một cân, hoa màu xanh cốm, địa lan caran. Bạch ngọc đuôi công. Dòng một dòng hoa nở Tết và đây ạ, những cái chùm hoa này các bác này. Nhìn cái độ quả của nó biết là bông của nó sẽ to cỡ nào và hoa của nó màu trắng mút rất là đẹp nhá. Dòng này Tết của nó khá là đắt tiền đấy ạ. Hôm nay thì em bán là 320.000 đồng một cân, bạch ngọc đuôi công.
Cặp bế một lô hoàng thảo tam bảo sắc này. Dòng này thì các bác nhìn này, thân của nó cực kỳ là mẩy luôn. Lô hôm nay về rất là mẩy và đẹp. Và các bác lưu ý nhé, nó là dòng thân thòng. Dòng này thì rề của nó không có rề to. Và thứ hai là cái thân của nó là rất là dài, nên có thể trong quá trình vận chuyển nó sẽ hơi bị xước sát và nó hơi bị chạm, bị gãy một chút. Cái này là không tránh khỏi. Đấy, chứ không thể nào các bác muốn toàn vẹn hết được. Hôm trước có một khách của nó, của em ấy, đặt một cái cân hoàng thảo tam bảo sắc, nhưng đến nơi thì khách chê là bị gãy ngọn. Cái này thì không tránh được đâu nhé. Thân của nó dài 80cm, 1m này thì làm sao tránh được ạ. Em bán là 220.000 đồng một cân. Dòng này thì hoa cực kỳ là đẹp, hoa rất là sai. Đùi gà thân tơ, hàng 100% là hàng thân tơ. 230.000 đồng một cân đùi gà thân tơ, hàng rất là đẹp. Hàng này cây thắt ngọn hết rồi và hoa của nó sẽ là rất là sai. Còn đây là đùi gà tròn hàng rừng nhá. Hàng này nó sẽ có nhiều thân già hơn là tỷ lệ thân tơ đấy ạ. Loại này em bán là 180.000 đồng một cân. Đây là đùi gà tròn hàng rừng, 180 một cân. Hoàng thảo sừng, 50.000 đồng một bó, được một giò hoàng thảo sừng. Em tầm khoảng 3 bó thôi ạ. Hoàng thảo kim thoa lẫn với long nhãn. Đó, hàng này thân của nó rất là dài và hoa màu vàng. 130.000 đồng một cân, kim thoa lẫn long nhãn. Hải yến ạ. Đây ạ, hải yến. 120.000 đồng một cân. Hải yến là xếp cả cây to cây nhỏ nhé. Đa phần cây nhỏ các bác làm giống ạ, 120.000 đồng một cân. Hoàng phi hạc, 140.000 đồng một cân. Hoàng phi hạc. Đây, hàng đang lên mầm. Giáng hương sóc Lào, em có một chút thôi, tổng khoảng 1-2 cân, 100.000 đồng một cân sóc Lào. Giáng hương đuôi trồn trắng, 180.000 đồng một cân. Đây, những cây trồn lá xếp này, rất là đẹp, 180.000 đồng một cân. Hoa của nó màu trắng tím và vòi hoa rất là dài, 180 một cân ạ. Đây, những cây trồn xếp này, vòi hoa năm ngoái này, rất là sai. Kiều vuông thủy tiên cánh trắng, 200.000 đồng một cân. 200.000 đồng một cân kiều vuông cánh trắng. Hàng này có bác thích hoa có thể chơi hoa Tết nhé. Em còn có một mớ này, đùi gà dẹt hàng lộn xộn này. Nói chung là nó xuống lá ấy. Chỗ này lộn xộn rất là nhiều. Đấy, em bán 70.000 cái mớ này nhé, rất là nhiều luôn. 70.000 mớ đùi gà dẹt hàng lộn xộn. Có một mớ trinh bạch này. Hàng này cũng phải đến 2 cân trong cái lô này. Em bán luôn cả lô là 100.000. 100.000 luôn cả cái lô trinh bạch hàng xuống lá nhé. Hàng mới về sẽ là 130.000 đồng một cân. Còn cả lô này em bán là 100.000 cái lô hàng xuống lá này. Đây là trinh bạch. Đai châu rừng, hàng khai thác trực tiếp từ rừng, nên cái lá của nó sẽ có những cái sứt sẹo như thế này các bác nhé. Em bán là 550.000 đồng một cân. Đấy, hàng này em cũng đã lọc qua một số rồi. Còn đâu là vấn đề là hàng rừng ấy thì không tránh được cái việc cái lá nó sẽ hơi bị sứt sát như thế. Còn nó rất là khỏe. Đó, 550.000 đồng một cân, đai châu rừng, hoa của nó màu trắng tím, nở xuân. Giáng hương tam bảo sắc, em có hai loại. Loại là loại mới về này, cây lá xếp tương đối nhiều, 200.000 đồng một cân, đây là loại mới về. Giáng hương tam bảo sắc. Còn em có một loại nữa là loại mất nước thanh lý, gãy lá nhiều này. Đấy, mất nước xấu mã này. Loại này thì em bán 100.000 đồng một cân, loại xấu mã nhá. Nói chung là nó cũng hư một số đầu ngọn này, đấy, loại này này, cây rất là to mà lại hư này. 100.000 đồng một cân. Hàng thanh lý, mất nước nữa. Quế tím hàng thanh lý. Đấy, hàng này cây của nó cũng xấu mã. Ôi, cũng chỉ lác đác một số cây đẹp thôi. Còn đâu đa phần cây xấu nhé. Gãy ngọn nữa này, hư ngọn. Đấy, 100.000 đồng một cân. Nói chung là em sẽ nhặt solo cho bác. Cả đẹp cả xấu 100.000 đồng một cân. Còn nếu mà nhặt chọn không ấy thì sẽ là 150 một cân. Kim Điệp Xuân hàng thanh lý này. Đó, hàng này thì nó hơi khô một chút nhá. Thực ra cái hàng lan rừng ấy càng để khô nó càng bật mầm nhanh. Loại này em bán là 100.000 đồng một cân. Đấy, còn một ít cũng thanh lý 100.000 đồng một cân. 150.000 các bác sẽ được rất là nhiều luôn. Ngày mai em sẽ cắt tỉa cả những cái thân nó bị hư đi nhá các bác nhá. Em có hai cái giò Kim Điệp Xuân Đà Lạt này. Đó, giò số 1 em bán là 270.000. Để lên rất là nhiều mầm luôn. Đây là giò số 2, thân dài mập hơn. Giò này 300.000. Hàng Kim Điệp Xuân Đà Lạt thì hàng này giá thành em nhập nó khá cao nhé. Và hàng này thì giống của nó cũng đã đắt rồi. Em có hai cái chậu này là giả hào hồng ngọc ạ. Giá bình thường vẫn là 200.000 đồng một chậu. Tuy nhiên thì bây giờ nó hư rồi, chủ yếu các bác về các bác cắt ra ươm ki này, nó đang lên mầm ki này. Nhổ hết ra rồi các bác cắt rễ rồi các bác ươm lại các bác nhá. Đấy. Hai giò này hôm nay em bán với giá là thanh lý nhá. Thanh lý. Hơn 100.000 hai chậu đi. Hôm qua bán 120, hôm nay bán thanh lý nó 100.000. Gửi đi em sẽ nhổ cho bác những cái này ra nhá để giảm tiền cước phí cho các bác. 100.000 hai chậu.
em tạm gọi đây là mã số 1 nhé, 2 chậu hồng ngọc 100.000. Hôm nay em có một số mã hình như sau. Em sẽ đánh lại từ mã số 1, còn 2 chậu hồng ngọc kia là em đánh mã riêng là 2 chậu hồng ngọc 100.000. Đó, mã số 1 là một hình hạt vĩ, một dề nguyên này, rất là đẹp, 80.000. Đây là hình số 1. Hình số 2, một dề hạt vĩ đẹp hơn, cũng đẹp như thế. Cũng 80.000. Hình số 2 80.000. Chuyển số hình số 3 hạt vĩ 120.000. Đây là hình số 3. Hình số 4 hạt vĩ. Hình số 4 hạt vĩ 150.000. Hình này 150.000 nhá. Đấy, nguyên một dề luôn. Và đây là hình số 5 hạt vĩ ạ, cũng là 130.000 này. Đó. Có cả thân tơ thân già, bởi vì đây là hàng rừng ạ, hàng dề các bác ghép luôn một mạch luôn. Hình số 6 là một combo thập cẩm nhiều loại các bác nhá. Đây có cả gì đây? Hoàng phi hạc à? Rồi hạc vĩ này. Rồi cả đây, cả ngọc thạch, rồi cái gì ấy? Kim điệp thơm. Đây, thập cẩm các loại nhá, nhiều loại lắm mẹ. Ở đây một vài cây trồn tím. Cả lô thập cẩm này em bán là 180.000. Thập cẩm rất là nhiều loại lan cho các bác mới tập chơi. Hình số 7 này, 80.000. Một cái dề đây là hoàng thảo sừng, 80.000, hình số 7. Em chuyển sang hình số 8. Hình số 8 là một dề bạch ngọc đuôi công. Hôm trước em bán là 500.000 ấy, nhưng mà để nó hao hụt mất, quên mất cái dề này không để ý đến. Hôm nay nó hao xuống nên em sẽ bán với giá là 400.000 thôi nhá. Dề này bị hao đi một chút. 400.000 cái dề bạch ngọc đuôi công. Nguyên một dề luôn, nguyên luôn. Đây, một dề rất là nguyên bự luôn, 400.000. Đây, em đánh lại mã số đây là hình 9 này, một cặp sẽ là 100.000, đây là giả học hồng ngọc này, hình số 9. Chuyển sang hình số 10. Đây là một bảng đại ý thảo lâm đồng. Đấy, hàng này nó xuống lá này. Xuống lá một số đầu ngọn nó hơi bị chạm một tí. Giò này vẫn bình thường, vẫn 180 đấy ạ. Đấy, hôm nay cái giò này em sẽ thanh lý nhá. Thanh lý giò đại ý thảo đang lên mầm gốc này, với giá là 100.000 đồng. Đấy, hàng xuống lá 100.000 đồng, giò đại ý thảo lâm đồng. Đây là hình số 10. Tiếp theo hình số 11 là một giò long tu xuân di linh. Hàng chuẩn di linh lâm đồng và hàng xuống lá để các bác chơi hoa chuẩn Tết này. Đó, hàng này thì bình thường những cái giò này vẫn thường 1 triệu trở lên ạ. Hôm nay em sẽ thanh lý giò này với giá là 680.000. Đây là hình số 11, 680.000. Hình số 12 là một giò giả hạc hoa hồng đỏ nhưng mà bị hư một số đầu ngọn này. Đang lên mầm rất là chi chít luôn. Đấy, giò này vẫn bình thường vẫn 350 này. Giò này em thanh lý nhá, 80.000. Để các bác lấy những cái kia để các bác ươm mầm này, 80.000 cái giò này. Đây là hình số 12. Chuyển sang hình số 13, cũng là một giò long tu xuân di linh. Hình này thì nói thật với các bác là nó, em để không để ý là nó bị hư một số đầu ngọn, mai sẽ cắt ra bôi keo liền sẹo. Thứ nhất là về các bác vừa được chơi hoa, vừa có thể cắt ra ươm kia làm giống ạ. Đấy, giò này em sẽ thanh lý. Thanh lý giò này 300.000 nhá. Thanh lý lỗ luôn. Đây là lỗ lặng luôn đấy. Toàn hơn 1 triệu một giò thôi. Đấy, cái này nó bị hư rất là nhiều những cái đầu ngọn này. Còn một số thân thì nó vẫn còn đầu ngọn này. 300.000 cái giò này. Đây là hình số 13. Hình 14 là một giò long tu xuân di linh. Giò này thì đẹp mê ly này. Giò này thì không bị ảnh hưởng gì. Đó. Giò này em bán 700.000 nhá. Đây là hình số 14. Rất là nhiều thân tơ luôn, toàn là thân tơ luôn. Hình 15 đó chính là hai phần gì đây nhỉ? Kiếm hồng hoàng. Ui cái này cái khóm này, cục này to quá, gốc nó to quá. 30.000 hai khóm này nhá. Hình 16 là một dề kiếm tiên vũ, bản lá rất là to. Đấy, bản nó cực kỳ là to luôn, nguyên một dề luôn nhá bác nhá. Bản lá ngắn và bản lá to này. Dề này em bán là 450.000. Khá là nặng đấy ạ. 450 cái dề kiếm tiên vũ, hàng rất là đẹp, nguyên một dề luôn. Hình 16 450. Hình 17 là một dề đùi gà tròn xuống lá này, với giá là 100.000 đồng. Hình 18 cũng là một dề, cái này là hoàng phi hạc này, 90.000 đồng. Đấy, nguyên một dề xuống lá 90.000. Đây là hình 18. Hình 19 là một chậu đen rô úc mắt đen, giá thông thường vẫn là 350 đấy ạ. Hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 270.000. 260.000 đi. Còn một giò hình 19 260.000. Đó, các bác lấy giò này cực kỳ là rẻ này.
Đấy, còn một giò này. Hình 20 là một cây cửu bảo tiên mẹ con. Đây là một con này. Đây là cây mẹ của nó này. Lá nó hơi xước xát một chút này. Em bán 220.000. Giá bình thường là 280. 220 cây cửu bảo tiên hình 20. Hình 21 cũng là một cây cửu bảo tiên, cũng một mẹ hai con. Cây này lá của nó, đầu ngọn nó không bị gãy mà nó bị xước xát một tí thôi. Thôi, hình này cũng bán là 220 đi. Đây là hình số 21, 220. Hình 22 là một cây cửu bảo tiên. Đó, hình này thì đây, cây này nó hơi nhỏ hơn một chút. Này bị cắt một cái lá bên đây. 180.000. 180.000. Thực ra cây cửu bảo tiên này nó cũng nhiều cọp lá, 180, hình 22. Hình 23 là một lô combo bao gồm một phần kiều dẹt rất là vụn nhỏ để các bác làm giống này. Đó, kiều dẹt nhỏ xíu xíu, xíu nhá. Bên đây đó chính là một vài tép Trần Tuấn này. Trần Tuấn ạ. Cái này thì nó cũng bị hư một số đầu một thân, em mai sẽ bôi keo liền sẹo này, có một số thân thôi, một vài tép thôi. Và đây ạ, có 2 3 khóm trúc Phật Bà. Đó, một combo 3 loại này. Lô combo này em bán là 170.000 nhá, gồm 3 loại. Đấy, toàn mặt hàng hot thôi, 170.000. Em có một cái rổ hỏa hoàng cam này, nói chung một số cây mất ngọn. Đây cũng có một số cây bé thì nó còn ngọn, nói chung là còn chỗ này cũng toàn cây thanh lý đây. Cây to mất ngọn này. Bán cả rổ này, mai sẽ nhặt ra những cái cây nó hơi hư, nó bị là vàng lá này. 20.000 chỗ rổ lô này nhá, 20.000. Em gọi đây là hình 24 nhá, 20.000. Tiếp theo trầm rồng đỏ thì em có một chậu trầm rồng đỏ này, gọi là hình số 42 thân dài, với giá là 500.000. Hình số 42 thân dài. Đó, hàng này chạm đến tận thành chậu rồi. À, thành móc rồi. Tiếp theo đây là hình số 2, 690.000, 3 thân dài. À, 3 thân. Đấy, 690. Và chấp Mỹ thì sẽ có những cái chậu 2 thân là 680.000 một chậu 2 thân. Đấy, giá bình thường 350 một thân thì là 700, thì em bán là 680.000. Đây, chấp Mỹ hàng thành phẩm ạ. Đó. Đây ạ, có một cái giò này là giò giả Hoàng Phi Hạc, 220.000. Đấy, có một giò thân lùn rất là nhiều thân, 220. Và trên đây là toàn thể những cái mặt hàng mà hôm nay nhà em có. Mọi người đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393998895 hoặc 0966121377. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video clip tiếp theo nhé.